Chúng mày ơi, không biết là con nhà giàu thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Ai mà biết được. À, có thằng Tuấn đây này. Thế nhà ông giàu cảm giác thế nào? Thì nói chung là muốn gì có lấy, nhưng mà chán lắm. Sao lại chán? Sướng mà, tôi chỉ ước một ngày nào đó tôi thật nhiều tiền để mua gì tôi thích, ăn gì tôi thích. Thế mà ông kêu chán. Ừ thì giàu tiền, nhưng có giàu tình cảm đâu. Bố mẹ tôi đi làm suốt, chẳng có thời gian quan tâm tới tôi. Giàu cũng như không. Thế nhưng mà tôi vẫn ước tôi có thật nhiều tiền để tôi vào quán trà sữa, tôi sẽ order một cốc trà sữa đắt nhất mà không cần phải nhìn giá. Em cũng thế, em ước một ngày nào đó mình sẽ giàu để em vào hàng váy, em mua tất cả những cái váy mà em thích, không cần nhìn giá. Tao mà nhiều tiền nhá, tao sẽ mua tất cả những cuốn truyện tranh mà tao thích, hoặc là tao mua cả cái quán truyện tranh luôn. Giời ơi, cứ đứng đấy mà ước, chúng mày chưa có tiền, chúng mày cứ ao ước, chưa đến lúc chúng mày có tiền, chúng mày chán ngấy mà. Mà tiền nó không đem lại hạnh phúc như chúng mình nghĩ đâu. Điêu. Thật. Điêu. Thật. Tôi đã điêu làm gì? Cứ chờ mà xem. Bọn con chào bố ạ. À. Ừ, hai đứa về rồi đấy à? Sao hôm nay trông bố buồn thế? Bố, có chuyện gì không hài lòng với hai đứa con ạ? À? Không. Bố bảo này. Ơ, sao bố ngập ngừng thế? Có chuyện gì vậy bố? Hai đứa có muốn sống trong một ngôi nhà to hơn không? Dạ, có chứ ạ. À. Thế hai đứa có muốn sống một cuộc sống giàu sang, được làm tiểu thư công tử con nhà giàu không? Có bố ạ. À. Bố bán nhà, bán đất, chuyển lên thành phố ở hả bố? Ui, con thích. Không, bố không bán đất, không bán bò. Nhưng các con vẫn được chuyển lên thành phố ở. Ở đấy là một căn biệt thự rất lớn, sẽ có xe riêng đưa đón các con. Ui, thật hả bố? Bố trúng số hay là bố đào được vàng ở ngoài vườn? À bố ơi, bố mua cho con bộ máy tính mới nhá. À không, mua MacBook đi chỗ ai bố ạ? Thực ra bố không phải là bố đẻ của hai đứa. Bố lại trêu bọn con rồi. Hình như có mùi bia. Bố say đúng không ạ? Không, bố không say. 3 hôm nữa bố mẹ đẻ của các con sẽ đến đón. Bố cứ trêu bọn con vẫn nhớ. Bố có ảnh của bọn con hồi bé mà. Làm sao bọn con là con người khác được? Thực ra bố chỉ là lái xe của bố mẹ các con thôi. Hồi đó họ gặp chuyện phải ra nước ngoài gấp và không mang theo hai đứa được. Bây giờ thì cuộc sống đã ổn rồi nên quay lại để đón các con. Nhưng mà thôi, các con vào làm bài tập đi, bố phải ra đồng đây. À, đây là tiền mà bố mẹ đẻ các con đưa trước để các con thích mua gì các con mua. Còn đây là địa chỉ của nhà họ. Bố ơi, vậy bố đi cùng một con chưa ạ? À? Không, bố không đi được. Đây là nhà bố phải ở đây chứ. Các con về với bố mẹ đẻ, nhớ ngoan nhá. Bố. Dồi, đây mà là cái nhà. Này, nhà này phải to gấp 5 lần nhà tôi mất. Ôi, nhà em đây á. Thế là em sắp trở thành công chúa, trở thành tiểu thư thật á. Bố mẹ Thảo giàu thế này á, kiểu này trong nhà sẽ có nguyên một căn phòng thật là to, chứa toàn quần áo giày dép của Thảo. Tha hồ sướng nhá. Ui rồi, mình là con nhà này á. Bố mẹ mình giàu như thế này á. Thế thì bao nhiêu bộ máy tính cấu hình cao, bao nhiêu điện thoại mới, mình sắp có hết à. Có khi nào bố mẹ tao cũng là một gia đình giàu có ở bên Dubai không nhỉ? Ta sẽ là hoàng tử Dubai, cưỡi trên con sư tử trắng, đi quanh sa mạc. Anh em hiếu thảo quả lại sướng nhá, chả phải lo thiếu thứ gì cả. Tao cứ bị rối bời sao ấy chúng mày ạ. Tao rất là muốn có một ngôi nhà to như thế này và còn có nhiều tiền nữa. Nhưng nếu mà bọn tao đi rồi, bố tao ở nhà một mình sẽ như thế nào đây? Thì mày chả kể ngày xưa bác Đoàn làm lái xe cho bố mẹ mày còn gì nữa. Giờ mà bác ấy về làm lái xe thì bố con mày ngày nào chả gặp nhau. Không được đâu, bố tao già rồi, mắt kém tay run, lái xe làm sao được chứ. Thôi, đừng buồn nữa. À đúng rồi, tiền nhiều cũng vui phết đấy. Chúng mày muốn trải nghiệm không? Tao hướng dẫn cho. Cái này tao biết đấy, đi mua bi này, thuê truyện tranh này, đi nổ bóng thiếu gì. Ngu ngu ngu, muốn biết thì đi theo tao. Sướng không, sướng không? Sướng. Ui dồi ôi, vui thật đấy. Lúc nãy tao buồn là vì tao chưa biết cách tiêu tiền, bây giờ biết rồi, vui hẳn. Lúc đầu tao cũng nghĩ như chúng mày ý, nhưng mà nỗi buồn chỉ ập đến khi chúng mày đi ngủ thôi. Là như nào? Là, à mà thôi, tao không nói đâu.
Mấy hôm nữa chúng mày về nhà mới, chúng mày khác biết. Ngon quá các anh ạ. Ừ, ăn đi. Mà đây là lần đầu tiên tao ăn cái bánh bột mì như này đấy. Bột mì đâu mà bột mì, đấy là bánh pizza. À, rồi rồi, ngon đấy. Anh em hiếu thảo xương thật đấy. Giờ giàu rồi, anh em mình cũng được thâm nây. Ăn đi ăn đi, ăn hết lại gọi, tao không tiếc chúng mày cái gì đâu. Ăn đi ăn đi. Bảo mua cái áo đấy chẳng mua, sau đó bán hết lại tiếc. Em đầy tiền, muốn nào chả được, thiếu gì, đầy. Ngày mai chúng nó sang đấy rồi, anh chị để ý chúng nó giúp tôi với. Thằng Hiếu là nó kén ăn lắm đấy, trong bữa cơm phải có thịt, có canh nó mới chịu. Mà nó không chịu ăn cá đâu, anh chị xem ép cho cháu nó ăn cho nó thông minh. Còn cái Thảo nó không thích ăn cháo, không thích ăn đồ lép, với lại bụng dạ nó kém lắm. Anh chị đừng cho cháu nó ăn gỏi hay sushi anh chị à. À con bé Thảo nó thích mấy nhóm nhảy Hàn Quốc lắm. Anh chị có nhiều tiền, thuê hẳn cái nhóm ấy về làm giúp việc, thi thoảng nhảy cho con bé xem, cho con bé đỡ buồn. Vâng, tôi không nghĩ mười mấy năm rồi anh chị lại về đón chúng nó đâu. Tôi bàng hoàng quá. Bố. À thế nhá anh chị nhá. Hai đứa về rồi đấy à? Bố bảo này, ngày mai hai đứa về bên ấy rồi, có thời gian rảnh thì về chơi với bố nhá. Con Thảo phải về để nhuộm tóc xô cho bố đấy. Còn thằng Hiếu phải để ý học hành vào. Nếu mà có chỗ nào không hiểu mà ngại không muốn nói với bố mẹ đẻ thì gọi điện cho bố, bố tư vấn cho. Con nghĩ hay là con không sang bên ấy nữa. Sang bên ấy con nhớ bố lắm, con không chịu được. Con cũng thế, con không sang đâu. Hai cái đứa này ngốc thật đấy. Sang đấy mới là nhà bố mẹ đẻ của các con. Có ô tô đưa đón đi học. Sang đấy sẽ có luôn một bộ máy tính mới. Rồi sang đấy làm quý tử con nhà giàu chả sướng à. Còn cái Thảo nữa, con thích nhóm nhảy Hàn Quốc còn gì. Sang đấy bố mẹ mua vé cho, tha hồ đi xem. Thôi hai đứa tắm rửa đi rồi còn ăn cơm. Anh ơi, hai mình bảo bố mẹ đẻ của mình cho mình ở đây với bố đoàn đi. Em cứ thấy bố mẹ đẻ xa lạ làm sao ấy. Em muốn ở đây với bố cơ, nghèo cũng được anh ạ. À. Anh cũng thế, nhưng mà anh nghĩ là bố mẹ đẻ cũng muốn đón mình sang, là bố mẹ đẻ cơ mà. Hay là mình bảo bố mẹ đẻ cho mình ở đây, rồi hàng tháng gửi tiền cho mình hả anh? Mày khôn như mõ ấy, thôi đi tắm đi. Xin chào cô cậu chủ, xin mời cô cậu chủ lên xe, ông bà đang mở tiệc sẵn, đã cô cậu ở nhà. Ơ, anh Hiếu sao lại gấp thế? Mình còn chưa tạm biệt bố mà. Anh cũng không biết, nhưng mà theo lời bố nói thì đúng là chiếc xe này rồi. Thôi, hai đứa đi đi, giàu rồi nhớ phải chơi bọn tao đấy nhá. Tất nhiên rồi, tao sẽ xin bố mẹ tao cho tiếp tục học ở trường này. Ông bà chủ bận rất là nhiều việc, xin mời cô cậu lên xe. Khoan đã, tôi đã nghĩ rất là kỹ rồi. Anh hãy về nói với bố mẹ đẻ của tôi sẽ không về bên ấy nữa đâu. Còn Thảo, mày tính sao? Em cũng thế, em không về bên đấy đâu, em muốn ở với bố cơ. Vậy thì chúng ta về nhà với bố đi. Vâng ạ. À. Bố ơi, bọn con về rồi, bọn con không đi nữa đâu. Bố ơi, không. Ha ha, chắc đang mơ bị bố đánh đi mà. Em kệ anh, chẳng gọi anh dậy, cho anh bị đánh nát đít trong mơ luôn. Ơ cái con này, mày thấy tao gặp ác mộng mà ngồi đây cười à? Muốn tao cốc cho lõng chán không? Mà con đã, mình vẫn ở đây. Hóa ra chỉ là mơ thôi à? Thế là mình không phải là con nhà giàu. Thảo ơi, chúng ta không phải là con nhà giàu. Anh Hiếu ơi, anh ngủ mơ nhiều bị ngu rồi đấy à? Muốn nhà giàu còn chẳng được ấy. Kệ tao, tao thích nghèo. Tao thích nghèo đây. Hoan hô, mình vẫn là con nhà nghèo.